Ok mọi người, thì mình về tới nhà rồi nè mọi người. Mới tắm xong, cảm giác mát vãi chưởng luôn đấy. Đi lấy măng ngứa mà về nhà tắm thích thì thôi luôn đấy. Thì đây, đây là toàn bộ số măng của mình lấy về nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm nó ha. Thì cách làm măng này khá là đơn giản thôi. Thì mẹ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé. Thì đầu tiên ấy là mình chặt một cái đường như vậy. Đó, mình chặt một vài cái đường như vậy, sau đó mình bắt đầu lột cái măng ra nha mọi người. Đó. Mình lột ra. Phải gọt sạch mấy cái đấy đi nữa mọi người ạ. Gọt sạch nhá, gọt sạch mấy cái đó đi. Đất bụi bám rồi thì mình gọt sạch đi nha. Ok. Đó, đấy là cây thứ nhất. Rồi, cây thứ hai. Cây thứ hai tiếp tục chẻ hai ba đường như vậy nha mọi người. Mình chẻ hai ba đường như vậy. Đó. Ui, mẹ chẻ sâu thế. Đó, mình chẻ hai ba đường ra như vậy. Măng này thơm thì thôi luôn đấy, mình ngồi xa như vậy mình còn ngửi thấy mùi măng nữa, thơm phức luôn đấy trời. Đó, tiếp tục gọt đi, gọt hết mấy cái đó đi. Lý do tại sao phải gọt sạch mấy cái đấy mẹ? Để cho nó khỏi bị sơ măng, Sơ sạch măng sạch sẽ. à? Cho ăn bữa này đi. Đó. Cây măng á, sau khi làm xong rồi nó như vậy nè mọi người. Người thấy khá là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây, mình ngâm ha. Mình ngâm ở trong cái này là nước muối loãng nha mọi người. Mình ngâm khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Thì lý do mình ngâm cái măng này á, thì để làm sạch cái măng hơn nha. Sau đó mình sẽ đem toàn bộ cái số măng này, mình đem mình luộc ha. Mình luộc khoảng tầm 2-3 nước gì đó. Lý do á, tại vì trong cái cây măng này này nó có cyanua. Nên á, khi mà mọi người ăn, ăn mà không luộc ấy thì nó sẽ đắng và gây ngộ độc cho mình ấy. Khi mà cyanua đi vào trong cơ thể mình á, gặp enzyme á, nó sẽ biến thành một cái loại axit, axit đó thì gây rất là độc cho con người ha. Mọi người ăn mà không chế biến á thì cái măng này này nó rất là độc ha. Ăn nhiều khi nguy hiểm luôn á. Nhưng mà nếu mà biết cách chế biến cứ luộc đi, mọi người cứ luộc tầm 2 3 nước gì đó. Khi mà mọi người thấy cái măng nó nhũn rồi đấy, đưa vào mồm cắn một cái thì không biết đắng nữa thì ok. Lúc đó măng sẽ ăn vô tư luôn nha mọi người. Măng này thì măng rừng nên mình nghĩ chắc mình sẽ luộc 3 nước, khoảng tầm 3 nước thì nó mới sạch được á. Nó mới hết đắng rồi. Ok. Rồi. Tiếp tục. Ok mọi người ơi, thì măng sau khi làm sạch nó được như vậy rồi này mọi người, trắng nón nào. Này, mấy cây măng cũ này này, mọi người nhìn này, đây, mấy cây măng cũ này này là mấy cây măng chất lượng nhất nhất nha mọi người. Khi mà mọi người đào từ dưới đất lên đấy là cái phần ở dưới đất của nó ăn là cũng được này. Tới cái phần đầu của nó ăn cũng được nên cái khối lượng của mình lấy ấy, được sẽ rất là nhiều. Còn mấy cây măng ống ấy, mình lấy ấy, lúc nãy cái cây măng to chà bá lửa mình lấy này thì khi cắt đi thì nó chỉ còn được nhiêu đây thôi. Đó mọi người. Nên cái này nó sẽ chất lượng hơn nhá. Mình mọi người cố gắng đào mấy cái loại này ha. Thì lúc đấy sẽ ok hơn. Rồi. Bây giờ mình rửa đi, mình rửa 2 3 nước đi ha. Còn đổ mình. Rồi, mình rửa sạch 2 3 nước gì đó.
Ok. Bây giờ mình cho muối vô ha mọi người. Mình cho muối vô. Mình ngâm khoảng 2 tiếng nhé. Đó. Ngâm khoảng 2 tiếng sau đó đem đi luộc nhé. Ok mọi người, thì đây là cái măng của mình mà sau khi ngâm khoảng tầm 2 tới 3 tiếng nha, ngâm nước muối tầm khoảng 2 tới 3 tiếng. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi ha. Đây, mình sẽ cho vào nồi này. Mình đem đi mình luộc nha. Ok mọi người, thì măng của mình bắt đầu sôi rồi này. Mọi người nhìn thấy cái màu của nó đẹp không? Đó. Đẹp quá trời đẹp luôn đúng không? Thì trong lúc mà cái nước này nó sôi rồi nha mọi người nên mở nắp cái nồi măng này ra nha. Để cho mấy cái chất độc hại ấy, nó bay hơi đi. Chứ mọi người mà để nắp ấy thì nó vẫn còn ở bên trong ấy. Mọi người nhớ nhá, trong lúc luộc măng ấy, khi mà nước sôi ấy, thì nhớ mở nắp ra đun tầm 20 phút. Sau 20 phút đó mình đổ hết cái nước này đi. Sau đó mình lại tiếp tục cho nước vô, mình đun thêm một lần, hai lần, ba lần gì đó nữa để cho măng nó loại bỏ toàn bộ hết độc tố đi nhé. Ok, bây giờ mình cứ đun sôi tầm khoảng 15 phút nữa thì mình gạn nước, mình cho nước mới vô nhé. Ok mọi người, thì cái này đun sôi được khoảng tầm là 20 phút rồi nha. Bây giờ mình sẽ bắt xuống, mình đổ nước này đi rồi mình thêm nước mới vô nha mọi người. Chứ đun cái đun một nước như thế vậy ấy thì kiểu cái chất trong cái măng nó ra mà nó cũng không bay đi hết đấy, nên mình phải đổ hết nước đi và mình đun lại thêm một nước khác nữa ha. Đây là nước thứ hai nha mọi người. Măng bắt đầu đẹp rồi, bắt đầu mềm mềm rồi đó. Thơm lắm mọi người. Rồi ok, luộc tiếp đây. Ok mọi người, thì đây là thành quả măng tối qua mình luộc ha. Măng này mình luộc khoảng 3 nước nha, mình luộc 3 nước ha. Thì luộc sau 3 nước măng được như vậy này. Đẹp không anh em? Vàng, đẹp không mọi người? Vàng quá vàng luôn. Thì bây giờ mình đi mua cái hũ về làm măng chua nhá. Còn lại một ít măng ấy thì chưa để xào với thịt ba rọi ha. Cái này xào với thịt ba rọi thì đúng bài luôn mọi người ạ. À.